Là đây là con dân của trái đất này là bắt buộc phải bán. Những người trên trái đất là đều tốn phí đúng không? Dạ. Ai ở trên trái đất của chị là đều tốn phí đúng không? Dạ. Mà tụi nó thiếu nợ chị hơn 8 tỷ lần thứ không chưa trả, mà đây bây giờ chị mua cái này có trăm ngàn mà cũng không chịu. Đúng không? Xuất hiện cô gái tự xưng là lãnh đạo trái đất, đòi mua bằng được gậy tự sướng 250.000 với giá chỉ 100.000. Cái gì vậy bà nội? Mới đây, một quầy phụ kiện điện thoại đã vướng phải kiếp nạn thứ 81 khi tiếp đón một nữ khách hàng độc lạ. Theo đó, cô gái đã tự nhận bản thân là lãnh đạo của trái đất này. Bằng thần thái tự nhiên, giọng điệu điềm tĩnh, lý lẽ rõ ràng, cô gái đã yêu cầu nhân viên phải bán cho mình cây gậy tự sướng với giá 100.000, trong khi giá gốc là 250.000. Đầu tiên là muốn mua này. Rồi cái cây này là bao nhiêu em? Dạ, 250. 250, rồi chị muốn mua nhiêu? Bây giờ trả nó 100 đúng chị bán. À trả 100, tại sao chị bắt bạn này là bán cho bạn, cho chị là 100.000. Mà chị là ai, chị là ai? Là Nguyễn Thị Hương, là lãnh đạo trái đất này. Thì đây là con dân của trái đất này là bắt buộc phải bán. Những người trên trái đất là đều tốn phí đúng không? À. Ai ở trên trái đất của chị là đều tốn phí đúng không? Mà tụi nó thiếu nợ chị hơn 8 tỷ lần thứ không chưa trả, mà đây bây giờ chị mua cái này có 100.000 mà cũng không chịu. Đúng không? Theo quan niệm của cô gái, tất cả mọi người ở trên trái đất này đều phải mất phí cho lãnh đạo. Thế nên, việc yêu cầu nhân viên bán lại cây gậy tự sướng với giá 100.000 là đã vô cùng tử tế với bạn nhân viên. Thậm chí, cô gái còn cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghe tin bản thân sẽ được đưa lên mạng xã hội lưu danh thiên cổ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải lắc đầu ngao ngán trước thái độ và lý lẽ của người phụ nữ. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại. Là chị này có thật ngoài đời luôn hả mọi người? Tại chị làm em cảm thấy hoang mang quá. Thấy bả mặc cái áo cột hai bên dây là biết lãnh đạo dữ rồi. Lãnh đạo trái đất thích gì thì lấy đó thôi chị, không cần mua, không cần phải trả giá gì đâu chị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.